Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với video Những cạm bẫy trong khai cuộc của thế trận thuận pháo. Xin mời các bạn theo dõi. Thuận pháo là một trong những thế trận kinh điển nhất trong lịch sử phát triển cờ tướng từ xưa tới nay. Để bắt đầu, đỏ đi pháo 2 bình 5, đen đáp trả bằng pháo 8 bình 5, hình thành thế trận thuận pháo. Hai con pháo ở cùng một cánh cùng vào trung lộ. Mã 2 tấn 3, mã 8 tấn 7. Trong ván đấu này thì đỏ đi xe 1 tấn 1 và đen đáp trả bằng xe 9 bình 8, hình thành thế trận thuận pháo hoành xe đối trực xe. Đỏ đi xe 1 bình 6 để đáp trả, thì đen đi xe 8 tấn 4 tuần hà phòng thủ và chờ đợi diễn biến tiếp theo của đỏ. Đỏ đi mã 8 tấn 7 để củng cố trung lộ và đồng thời răng ra một cái bẫy nhằm dụ đen tiến vào. Đen do tham lợi nhỏ mà mắc bẫy của bên đỏ răng ra diễn biến tiếp theo như sau. Bên đen nhận thấy con mã 8 của đối phương vừa nhảy lên nộ số 7, đang bị cản trở với con tốt 7. Bởi vậy nhanh chóng bình xe qua lộ 3 mưu tính ăn tốt 7, đè mã đối phương. Do đối phương đã đi vào bẫy, đúng theo ý đồ đã răng ra của bên đỏ, bên đỏ liền phát động đợt tấn công bằng chốt 7 tấn 1. Công kích trực tiếp vào con xe ở lộ 3 của đối phương. Bên đen không muốn mất nước đi xe vô ích, đó đành chấp nhận xe 3 tấn 1 ăn tốt. Lại thêm một bước nữa, đối phương trung kế dẫn sâu hơn vào cạm bẫy do đỏ răng ra. Con mã ở lộ 7 thoáng đường liền nhảy lên lộ số 6 tìm đường tham chiến. Với nước đi của chiến mã đã hạn chế tầm hoạt động của con xe đen và nhòm ngó được tốt 5 của đối phương, và trong tương lai có thể phi qua lộ 4 để uy hiếp pháo đầu và con mã lộ 7 của đối phương. Trong trường hợp này đen mà nhảy mã lên thì không thể ngăn cản nổi nước mã 6 tấn 4 uy hiếp con mã ở lộ 7. Do đó nước đi tự nhiên thường là chốt 7 tấn 1 nhằm hạn chế tầm hoạt động của con mã đỏ. Chiến mã của bên đỏ phi lên nhưng bị đối phương dùng chiến mã hạn chế tầm hoạt động. Bên đỏ tiếp tục phát động thêm quân tham chiến với nước voi 7 tấn 9, trực tiếp đánh xe. Từ đây thì bên đen có hàng loạt các phương án để lựa chọn, như là xe tấn 1 hoặc xe thoái 1 hoặc xe bình sang lộ 2. Hoặc pháo 8 tấn 4 bịt mắt voi. Tuy nhiên, với hàng loạt các phương án đề ra, nhưng đen cũng đều có kết quả bi thảm. Chúng ta hãy cùng xem xét các phương án trên của đen. Phương án xe 3 tấn 1. Bên đỏ nhận thấy chiến mã đang đứng ở trên hà chiếm cứ nhiều vị trí chiến lược trọng yếu. Đỏ đi pháo 8 tấn 7. Hy sinh pháo bắn chết ngựa của đối phương nhằm mở đợt tấn công
tổng thể. Tới đây thì đen đành phải dùng xe chém pháo của đối phương. Đỏ phi trên mã bắt xe với nước mã 6 tấn 8. Với nước đi này thì bắt buộc xe phải chạy. Đen đi xe 3 thoái 2, dọa bắt mã. Tới đây thì đỏ tung ngay ác chiêu là phi trên mã, dọa sát bắt chết xe bằng nước mã 8 tấn 7. Đen đi pháo 2 tấn 7, chiêu tướng. Đỏ bình tĩnh, hồi voi. Voi 9 thoái 7. Tới đây thì bắt buộc bên đen phải đi sĩ 6 tấn 5 và mã 7 tấn 8 bắt chết xe. Với hình thế như thế này thì đỏ ưu thế tuyệt đối và sẽ dẫn đến thắng cuộc. Phần 1 trong video cạm bẫy thuận pháo đến đây là hết. Xin mời các bạn theo dõi phần 2 của video cạm bẫy thuận pháo trong video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.